1 vòi, 2 vòi, 3 vòi, 4 vòi, 5 vòi, 6 vòi, 7 vòi, 8 vòi, 9 vòi, 10 vòi. Một chậu mini da da 10 vòi như thế này nha anh chị à. Trồng trong chậu 16, anh chị chỉ cần anh chị tháo ra chậu thiết kế để anh chị có thể là thêm vỏ thông một thang, là có thể là vi vu chơi Tết năm nay luôn. Anh chị à, nó nở xuyên ra quanh năm. Một chậu thế này hiện tại các bạn live stream là bán tầm khoảng từ 100 cho tới 130 ngàn anh chị à, tùy loại và tùy mặt hoa khác nhau. Và ngày hôm nay vì sao mặt hoa mini có thể là bán 100 ngàn, 101, 102. Ngay sau đây mời anh chị vào video chi tiết. Anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube Hoa Lan Di Phong và mến chúc anh chị có thật nhiều sức khỏe và bình an đến với anh chị cũng như gia đình anh chị. Và anh chị ơi, nhớ tuân thủ theo nguyên tắc 5K để cùng nhau chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Và trong hôm nay thật ra là không phải là một trong những ngày nắng đẹp đâu anh chị, mà tuy nhiên là hoa nở đẹp quá anh chị, nên là em muốn sẵn đây đáng lẽ chờ tới một ngày nắng đẹp thì đã quay, nhưng mà hiện tại hoa nở rất cực kỳ đẹp luôn, nên là em rất là nôn nóng muốn giới thiệu anh chị một số dòng dendro đang nở phía sau đây. Ngay phía sau đây anh chị là dòng chớp sữa thành ra, một dòng dendro mini luôn. Chớp sữa nó nở rập trời mây. Và phía bên này là những cái chậu mini da da anh chị, mini da da đây anh chị. Và sẵn dịp này, nhân dịp này em đang rút hàng cho những đội live stream anh chị. Về live thì sẵn đây em chia sẻ anh chị về cách chăm sóc những cái dòng dendro chớp sữa hay dendro mini, hoặc là vì sao những cái dòng dendro mini lại có mức giá dao động với nhau, mặc dù nó cũng là màu trắng tím nhưng mà nó lại dao động khác nhau anh chị. Rồi, thì đầu tiên là dòng dendro mini anh chị, em xin phân tích về cái giá của dòng dendro mini này trước. Thì anh chị ơi, ví dụ như cái chậu này anh chị, thì chậu này là những hàng tuyển chọn. Em thấy rất là nhiều thông tin anh chị phản hồi ở trên những cái kênh bán hàng bên em về phần bình luận, ủa tại sao tôi mua chậu này 100 ngàn, tại sao tôi mua chậu kia 101, chậu kia này 102, mà ngay cả chính bạn Yến hay bạn của anh đều like như vậy, live stream anh chị. Thì ở đây á, về mức giá thì em xin phân tích anh chị như sau. Thứ nhất á, là bộ rễ đẹp anh nha, bộ rễ đẹp là mắc hơn là tầm khoảng từ 3 tới 5 ngàn. Vòi hoa nhiều, vòi hoa đẹp, thí dụ là 2 vòi, 4 vòi, 6 vòi, 8 vòi, 10 vòi. 10 vòi thì mắc hơn là vài ngàn so với cái chậu mà 5 hay 3 vòi anh chị à. Đó là, và một điều đặc biệt nữa về rễ nè, về lá nè, đó là bụi lùm ha anh chị. Là do chính tay em rút á, nên em rất là hiểu những sản phẩm mà bên em chọn anh chị à, là em tuyển chọn những cái chậu bụi lùm, hoa nhiều và rễ khỏe, đó là những yếu tố để chọn. Giống như chậu này, tại sao mà chậu này lại rẻ hơn? Chậu này em bán với mức giá là tầm 90, 100 hoặc 80, tại sao chậu này lại mức giá là 100, 101, 102 anh chị à? Đó là về cái anh chị cách nhìn chị bên ngoài, bụi lùm, hoa nhiều và rễ khỏe. Và một điều đặc biệt nữa anh chị là về cái mức độ mini mà nó chớp nữa. Thì chớp làm sao nè anh chị, anh chị có thể nhìn lại đây như chậu này anh chị à? Nhưng mặt hoa này đây nó khác với mặt hoa này, anh chị hình dung được mà. Đó thì có rất là nhiều cái mà để về phân tích
anh nha, đây mặt hoa này thì nó này là màu tím, nó viền anh nha, viền, nhưng mà sẽ khác với mặt hoa này. Anh chị nhìn thoáng qua thì nó tưởng giống như nhau nhưng mà thật ra là khác anh nha. Như này nữa đó, anh chị thấy không, nó khác nhau, nó khác nhau chưa? Chưa kể tới những cái dòng dendro mà nó có màu tím không. Màu tím không thì chút em sẽ quay một số cái mặt hoa cho anh chị xem. À giờ màu tím không và màu tím viền đó nữa thì đó là tạo nên một cái giá cả nhất định đối với dòng dendro mini này nha anh chị. Có thể anh chị thấy đa số là cái dòng này thôi, mặt hoa này mini da da, màu đa số mặt hoa màu trắng tím như thế này, thì anh chị cứ là có một số cái góc nhìn đó anh chị sẽ hiểu vấn đề như thế này anh nha. Chậu bụi lùm, chậu bụi lùm và rễ khỏe, vòi hoa nhiều, khác với giá tiền đối với những cái chậu mini da da thường là một anh chị. Ngoài đó, ngoài ra nữa là những cái chậu mini da da mặt hoa đột biến, mặt hoa khác lạ so với cái mặt hoa này thì sẽ mắc hơn từ 10 cho tới 20.000 anh chị. Đó, và một điều em cam kết với anh chị nữa là cái cây nào đưa lên anh chị là sẽ bán theo cái cây đó đúng mã và đúng cú pháp, đúng với số tiền anh chị ra. Một câu chốt cuối cùng ở vấn đề này là như sau anh chị à, là tiền nào của đó là thứ nhất, là em luôn chọn cho anh chị những cái sản phẩm, những cái giống cây, những cái dòng cây mà phù hợp với số tiền đó. Ví dụ mắc hơn từ 10.000 cho tới 20, 30 gì đó đều xứng đáng hết anh chị à. Nếu mà anh chị cảm nhận không xứng đáng, anh chị có thể khui hàng ra, anh chị quan sát cái cây mà Hoa Lan Di Phong gửi cho anh chị. Nếu mà anh chị thấy hợp lý, thấy là mang theo ok thì anh chị có thể nhận hàng anh chị, còn không thì anh chị không có thể nhận hàng và anh chị trả hàng hoàn về. Đó là một điều hết sức là bình thường. Và có một điều nữa là khi anh chị nhận hàng á, thì chế độ mà bảo hành cây và phục vụ anh chị sau này anh chị à, thì bên em sẽ hỗ trợ hoàn toàn miễn phí cho anh chị hết. Đó là những vấn đề mà em cam kết với anh chị về kỹ thuật nè, về chế độ hậu mãi, rồi về tri ân khách hàng anh chị à, những khách hàng quen thuộc bên em đều tặng phân hết và toàn bộ là sẽ ship nhanh anh chị. Và có một điều đặc biệt nữa là em lựa cho anh chị những vòi hoa không bao giờ mà bị đục nụ anh chị à. Em lựa coi rễ nè, coi thân nè, và coi tới cả cái nụ nữa không hư, đảm bảo cho anh chị nhận hàng một cách làm sao anh chị nhận hàng anh chị vừa ý nhất. Đó là về phản hồi một số thông tin mà anh chị có gọi qua em anh chị à. Rồi chốt là một câu là tiền nào của đó, về mặt hoa khác nè, về số lượng vòi hoa khác, thân rễ khác nhau. Và khi mà anh chị nhận được những cái chậu mini da da như thế này anh chị à, thí dụ những chậu mini mà vòi hoa nhiều, đây cùng nhau đi xuống một dọc phía này nữa để mình nói về cách trồng nha anh chị à. Đây, khi mà anh chị nhận được những chậu dendro mini như thế này thì cách làm sao để anh chị có thể là phát đây như chậu này, đây như chậu này vòi hoa nhiều thì khi về á, nó sẽ héo, thì làm sao để anh chị có thể là vừa chơi hoa và vừa kích hoa trong dịp Tết năm nay. Thì em nghĩ thời điểm hiện tại chỉ là những ngày cuối tháng 8 thôi anh chị, bước qua những ngày đầu tháng 9 thì tới thời điểm kích hoa dendro mini da da Tết rơi vào khoảng từ 15 tới 20 tháng 10 âm lịch anh chị, 15 tới 20 tháng 10 âm lịch, thì ngay thời điểm này anh chị có thể chơi hoa những cái chậu hoa như thế này đó. Mình chơi những cái chậu hoa như thế này thì anh chị để nguyên, rồi khi nào mà tàn hoa hết rồi á thì anh chị á, đây anh chị tháo cái sơ dừa này ra, nhưng mà tháo á, nhớ là chừa là phần bên trong, lúc nào cũng có hai lớp anh chị, một lớp sơ dừa bên trong, một lớp sơ dừa bên ngoài anh chị. Anh chị đừng có tháo hết, anh chị bỏ lớp sơ dừa bên ngoài này nè, khúc này nè, anh chị chừa là lớp sơ dừa bên trong, và anh chị vào trong thiết kế anh chị bỏ thêm than và vỏ thông sau khi đã xử lý xung quanh đây, đảm bảo làm sao cái mép sơ dừa này vẫn cao hơn một chút xíu so với than vỏ thông. Sau đó anh chị sử dụng combo 5 bên em, anh chị dưỡng cây lại. Lúc mà anh chị thay chậu á, anh chị nhớ là cắt hết vòi hoa để dưỡng cây dưỡng rễ. Và sau đó nữa thì anh chị khi mà dưỡng rễ khỏe bằng combo 5 á, thì anh chị chuyển qua giai đoạn kích hoa ngày rằm tháng 10 âm lịch, thì Tết năm nay anh chị sẽ có những cái chậu mini da da tại vườn lan quan sát cực đẹp như thế này anh chị, một lượng bao quanh anh nha. Và em lựa cho anh chị những cái chậu nè, chị thấy không, những cái chậu mà vòi hoa nhiều rồi nè, không ai dám gửi cho anh chị. Và rễ nữa, coi tới bộ rễ nữa, bộ rễ xanh khỏe, bộ rễ xanh khỏe nè, em ấy rút về. Và thân á, thì nhiều và phát triển theo hướng nè, đó, vòi hoa nhiều thì giờ em sẽ lựa chọn cho anh chị. Thí dụ những cái chậu như thế này em cũng có thể rút được rất là nhiều anh chị, nhưng mà hàng bên em là hàng tuyển chọn, thí dụ này đáp ứng về cái nhiều thân nhưng mà không có đáp ứng về hoa, em vẫn chưa thích tại hoa nó ít quá,
thì số tiền anh chị bỏ 100-120 ngàn ra thì mua đúng xứng đáng với đồng tiền đó anh chị. Rồi và đây anh chị là những chậu chóp sữa, thì những chậu chóp sữa là đa số anh chị là thân lá nó cũng không được đẹp lắm, nhưng mà em cố gắng lựa cho anh chị những cái chậu mà nó còn giữ bộ lá đầy đủ như thế này. Nhưng mà hoa anh chị, hoa cực kỳ đẹp luôn, như một cái bức tranh này anh chị. Giống như nhìn anh chị, một số anh chị nhìn giống như hoa giả đó anh chị, nhưng mà cái dòng này được cái là xuyên hoa cực kỳ, anh chị thấy thân nó không phải không, không có đẹp, nhưng mà anh chị thấy vòi hoa nè, chóp sữa nè, một vòi, hai vòi, ba vòi, bốn vòi, năm vòi luôn, một chậu năm vòi. Thì hiện tại á, bên em đang rút về live với những chậu này á là nhiều vòi như thế này với mức giá là 130 ngàn, hai chậu thì bên em bao ship. Thì về anh chị có thể ghép cái này á, một chậu về anh chị thể, nếu mà anh chị có những cái trụ cây, gốc cây, gỗ bút sữa gì đó trước nhà, anh chị có thể làm theo tiểu cảnh, anh chị có thể ghép anh ra ghép vào những cái bỏ qua sơ dừa, anh chị có thể ghép vào những cái gốc trụ trông nhìn rất là đẹp. Hoặc là anh chị có thể thay vào chậu vỏ thông, nó cách nó trồng giống như kiểu là cái mini da da hồi nãy. Nhưng một điều đặc biệt lưu ý, anh chị tập trung vào làm rễ giùm em, khi mà rễ tốt nó sẽ giảm khả năng mà nó rớt lá nha anh chị ha. Đó thì đây, sẵn đây phân tích anh chị cái mặt hoa luôn. Cái cây chóp sữa này một điều đặc biệt yêu thích nó nhất là bởi vì cái mức độ xuyên hoa là một, thứ hai nữa vòi hoa của nó vô cùng đỉnh anh chị, cái thân nó bằng gang tay em thôi nè, mà cái vòi hoa nè, một nè anh chị à, hơn hai gang tay em, vòi hoa lúc nào cũng đỉnh hết. Anh chị cứ chơi cái chóp sữa này anh sẽ cảm nhận một lần là vòi hoa từ đây, khúc phân nhánh nó từ đây lên tới đây lúc nào nó cũng dài, và cái phân nhánh nó rất là xích sao với nhau à, nó tạo cho một cảm giác như nó đang khoe sắc rồi đó. Anh chị thấy một lọt dưới đây, ngay cả những cái chậu như thế này anh chị thấy không, cái vòi hoa nó lên là lúc nào nó cũng là tới cái chót quất ở đây hết, cuối hết, nó không có một kiểu như 1-2-3 bông leo que trên đầu, nó ra hoa toàn bộ hết. Đó một điều mà đặc biệt của nó. Và đây là những cái lô chậu hồi nãy giống như mini da da, bên đây á, là lô chậu 16, còn bên đây á, là cũng chậu 14 anh chị à, cũng với mức giá là 130 ngàn, 120 ngàn. Đó thì một vạt, thì sẵn ở đây vườn đang nở hoa đẹp thì em cũng có một số cái cảnh mà muốn khoe với anh chị anh chị à. Mà chậu mini da da anh chị à, đây chậu 10 hoặc chậu 12 từ 2 tới 3 vòi đang phát triển cực tốt luôn với giá 49 ngàn. Anh chị em sẽ lựa những cái chậu mà nhiều vòi trước để cho bạn Yến hoặc bạn Quý Anh like nè anh chị. Ôi ơi, những cái chậu nè 3 vòi luôn, 1, 2, 3 luôn, đang rất là khỏe đẹp nha anh chị ha. Với mức giá 49 ngàn, 49 ngàn thì 10 chậu bên em sẽ bao ship. Và nếu mà anh chị nếu lựa, muốn lựa nhiều màu thì em vẫn lựa cho anh chị luôn anh chị ha. Đó, anh chị muốn 3 vòi có 3 vòi anh chị ha, 2 vòi có 2 vòi, trời ơi nó quá trời luôn anh chị, 4 vòi luôn, hai chỗ này 4 vòi luôn và rất là nhiều nữa, một lùm nè anh chị. Và mưa sắp tới rồi anh chị, nói chung là đẹp anh chị. Với mức giá 49 ngàn, chậu từ 2 tới 3 vòi đang nở rập trời mây ở vườn luôn, bao gồm là màu trắng tím nè, màu tím nè, em sẽ lựa nhiều màu cho anh chị và cam kết với anh chị ra hoa quanh năm luôn anh chị ha. Mình chạy bên coi kia mình coi chóp sữa với mức giá là 80 thôi, ngày hôm nay chóp sữa em bán cực kỳ rẻ cho anh chị luôn, với mức giá là 75 ngàn một chậu, 75 ngàn một chậu, cực kỳ đẹp đi thôi anh chị. Còn đây nè anh chị, chóp sữa chậu 10 anh nha, chóp sữa chậu 10, những chậu như thế này có bên em có hai loại chóp đậm và chóp nhạt nha, anh chị thích loại chóp nào thì em sẽ ấy cho anh chị loại chóp đó. Với mức giá đây anh chị thấy hai loại khác nhau không, đây hai loại khác nhau nha, muốn chóp đậm hoặc chóp nhạt thì em cũng vẫn có cho anh chị hết. Những chậu như vậy nè anh chị với mức giá 75 ngàn, cực kỳ rẻ luôn nha. Những chậu 10 đang vòi hoa 75 ngàn, anh chị về anh chị ghép, anh chị mua 5 chậu Dendro mini da da và 5 chậu này anh chị sẽ là về ghép vào một trụ gỗ hoặc là bể treo á, rất là đẹp trong dịp cuối năm năm nay. Một lần nữa em cảm ơn anh chị đã dành thời gian theo dõi rất nhiều, hẹn gặp lại anh chị những clip đằng sau từ kênh YouTube Hoa Lan Di Phong. Và anh chị ơi đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh bên dưới để ủng hộ em cũng như chia sẻ video này nha anh chị. Cảm ơn anh chị đã dành thời gian theo dõi rất là nhiều, và hiện tại em nói rất là nhanh, mưa tới anh chị ơi, chạy thôi, đi thôi anh chị.